Thưa quý vị, trong thời gian gần đây đã có đề xuất thí điểm về việc hạn chế và quản lý việc giết mổ, tiêu thụ chó mèo tại thành phố Hà Nội. Nhưng có những địa phương quy định trên nếu được ban hành chắc không dễ thực hiện. Đơn cử như thành phố Thái Bình, chỉ cách hơn Hà Nội 100 km, có một nơi nổi tiếng với món thịt mèo hay gọi một cách dân dã là thịt tiểu hổ. Chỉ cách Hà Nội hơn 100 km, hàng ngày tại đây có hàng nghìn cá thể mèo bị chế biến để làm món ăn, phục vụ nhu cầu ăn uống của một số người. Dù rằng có người mua thì sẽ có người bán, nhưng sẽ có nhiều câu hỏi được đặt ra. Nguồn cung thịt mèo ở địa phương này đến từ đâu? Tại sao nhu cầu tiêu thụ thịt mèo ở đây có thể lớn như vậy? Xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên VTC về thực trạng này. Tại một khu phố thuộc phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, hình ảnh này đã không còn xa lạ với người dân nơi đây. Những cá thể mèo được thu mua khắp nơi và bị nhốt trong chiếc lồng sắt, chờ những vị thực khách đến gọi món thịt tiểu hổ. Được biết lò mổ này chuyên nhận mổ thuê và mua bán các cá thể mèo còn sống và sơ chế thịt mèo nếu khách hàng có nhu cầu. Vẫn tại một khu phố này, có hai cửa hàng thịt mèo đối diện nhau. Chủ cửa hàng liên tục tiếp những vị khách đến gọi món thịt mèo. Anh Đào Ngọc Đại là chủ một cửa hàng thịt mèo tại con phố này. Anh chia sẻ đã bán thịt mèo ở con phố này khoảng 10 năm. Hàng ngày anh có thể bán đến 10 kg thịt mèo đã qua chế biến. Nói chung là nó cũng tùy, nó tùy theo từng hôm. Có hôm thì khoảng 10 cân, thì thời gian trước khủng hoảng kinh tế thì còn bán được. Đôi khi ngày 10-15 cân, nhưng mà bây giờ thì đôi khi một ngày chỉ bán được tầm khoảng dưới 10 cân. Nó cũng tùy theo từng ngày. Nhưng ngày như thời gian trước thì chưa Covid thì bán được nhiều thì thu nhập nó có thể là tầm khoảng 500-700. Còn như bây giờ thì chỉ khoảng tầm 300. Theo anh Đại, thịt mèo có thể chế biến thành nhiều món khoái khẩu. Chính vì vậy mà có rất nhiều khách quen của cửa hàng mê mẩn cái món tiểu hổ đến vậy. Món này thường thường những cái hàng mà thui rơm ấy, hàng thui rơm và những cái món cổ truyền thì làm được 6 món. Xào xả ớt, lấu riêng mẻ, riêng mận, lẩu, hấp hoặc tái chanh. Có vừa mà mình thái ra, tức là mình sơ chế sạch sẽ thịt đi, xong bắt đầu là thái ra, xong rồi sơ chế tẩm ướp thịt vào, gia vị vào, xong bắt đầu chế biến cho mọi người. Anh cũng cho biết, ngày trước anh cũng đi thu mua mèo ở các nơi, nhưng hiện tại chỉ lấy thịt của các lò mổ về để chế biến, chứ không hề giết mổ như ngày trước. Thời gian đầu thì mình đây là mình mở hàng quán này, mình bán kinh doanh được chục năm rồi. Đấy thì thời gian đầu thì khoảng 3 năm đầu thì mình cũng sát sinh giết mổ, nhập về sát sinh giết mổ. Đấy nhưng sau khoảng sau 3 năm thì bắt đầu là mình cảm thấy nhân tâm áy náy, mình cũng cảm thấy phát tâm thương động vật ấy. Thương động vật thì từ đấy trở đi là mình cũng không muốn sát sinh nữa, mà mình nhập đồ về. Mình nhập đồ về để bán hàng thôi. Rồi nhập đồ lấy đồ về từ lò và từ các mối để về làm. Theo anh Đại, trong khu vực thành phố Thái Bình, có rất nhiều các quán thịt mèo nằm rải rác và số lượng mèo bị bắt làm thức ăn là vô cùng lớn. Nếu như tính mỗi quán hàng ngày bán được 10 kg thịt mèo như quán của anh Đại, thì số lượng cá thể mèo bị chế biến làm thức ăn ở cả vùng này có thể lên đến cả nghìn con. Trong khu vực Thái Bình mình thì rất là nhiều, nó rơi vào cũng phải tầm trên dưới 100 quán. Thì miền Bắc mình nổi tiếng về thịt mèo. Tiêu thụ thịt mèo và món đặc sản. Nguồn mèo thì thường thường người ta nhập ở miền Nam, thì các tỉnh ở trong khu vực ở miền trong thì như miền trong Nghệ An hoặc Thanh Hóa hoặc là Hòa Bình như Vinh, nhiều thành phố như Đà Nẵng là nhiều thành phố đấy họ không tiêu thụ, tức là họ ít người dân họ ít ăn những thứ này, nhưng ngoài Bắc mình lại chủ yếu là tiêu thụ những cái loại này. Tại một con phố khác trong thành phố Thái Bình, nhà hàng này là một trong những nơi nổi tiếng về món tiểu hổ. Chị Bùi Thị Thanh là chủ của nhà hàng này. Chị chia sẻ đã bán thịt mèo được hơn 20 năm. Hàng tháng nhà hàng của chị có thể tiêu thụ hàng tấn thịt mèo. Khối lượng thì nó cũng phải tùy thuộc theo khách. Nói chung là khách ví dụ như đầu tháng thì Thái Bình người ta ăn sẽ rất là nhiều. Nhưng mà cuối tháng thì người ta không sử dụng mấy về cái thực phẩm này. Ví dụ như là đầu tháng thì nhà tôi bán được rất nhiều.
Nhưng mà về cuối tháng thì Thái Bình người ta không sử dụng mấy về cái thực phẩm này. Thì nếu mà khoảng áng áng ra thì mỗi một tháng khoảng độ 1,5 tấn đến 2 tấn. Chị còn chia sẻ thêm nguồn mèo mà nhà hàng sử dụng, hoàn toàn hoang dã và tươi ngon số 1 thành phố Thái Bình. Cung cấp chủ yếu là Nghệ An, Thanh Hóa. Vùng đấy là rừng nhiều nên là người ta nó sẽ hoang dã nhiều hơn. Và cái vùng Thanh Hóa thì có biển nhiều. Thì người ta đánh bắt cá thì người ta hay nuôi nhiều những cái khách thì chị không thể đếm xuể được, bởi vì người ta ở đây không phải là chủ yếu là người ta ăn ở cửa hàng mà người ta mua mang về là chính. Và người ta gửi đi Hà Nội và làm quà biếu tất cả các nơi. Có người người ta còn mang hẳn sang bên nước Nga, rồi người ta đi hẳn nước Úc nữa, chứ không phải là độc có ở tiêu thụ ở đây. Nhà hàng của chị Thanh được rất nhiều người yêu thích món thịt mèo, thường xuyên đến để thưởng thức. Không chỉ những đấng mày râu, phụ nữ cũng rất ưa chuộng, bởi họ tin rằng thịt mèo tốt cho sức khỏe, ngọt thịt và phù hợp với nhiều độ tuổi. Hôm nay là toàn thể các bà, các chị em chúng tôi là về đây thưởng thức lẩu mèo. Bởi vì là cái lẩu mèo ấy ăn rất là tốt, sức khỏe mà nó ngọt thịt lắm. Và không sợ hút béo gì cả. Đây, tất cả các lứa tuổi từ những cô già đây. Và tôi là trẻ nhất, thực ra chó là nó nhiều gạo, thế mà thịt mèo thì nó ngọt. Tự nhiên, ăn là tất cả mọi người đều ăn được, và già trẻ đều ăn được hết. Tôi rất là thích và giới thiệu cho tất cả các chị em, không những có bằng ngành người mà còn nhiều nữa. Món thịt mèo ấy, nó rất là tốt cho sức khỏe cháu ạ, bởi vì mèo nó là tự nhiên, nó ăn những cái thức ăn của nó là thức ăn lành mạnh. Cho nên là nhà cô rất hay dùng thịt mèo. Nói chung là bản thân cô và cả gia đình cô, các con cháu cô là đều thích ăn thịt mèo. Nhiều khi là quà cô mang ra Hà Nội, Hải Phòng là đều là thịt mèo. Thường thường nhà cô là cứ cuối tuần, là chủ nhật, là cả nhà nghỉ là hay làm món lẩu mèo, hoặc là mèo hấp, hoặc mèo xào lăm. Đấy, có thể thay đổi đi. Theo như chúng tôi tìm hiểu, các quán thịt mèo trong khu vực tỉnh Thái Bình không nằm tập trung tại một khu vực, mà nằm rải rác ở các khu vực trong tỉnh, nên hầu như địa phương nào cũng có những lò mổ, quán thịt mèo tương tự như thế này. Gần đây, nhận thức về việc ăn thịt mèo của người dân với loài động vật vốn được coi là thú cưng này cũng đã có nhiều sự thay đổi. Hiện rất nhiều người đã nói không với tất cả các món ăn từ mèo. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng thịt mèo ở tỉnh Thái Bình vẫn rất lớn, do đã thấm nhuần vào sinh hoạt thường ngày của một số người dân, quan niệm rằng thịt mèo bổ cho sức khỏe. Ăn thịt mèo vào những ngày đầu năm hay đầu tháng để xả xui, đón may mắn. Một vài địa phương vẫn yêu cầu trong các mâm cỗ phải có thịt mèo. Những điều này dẫn đến việc có quá nhiều cá thể mèo, một loài thú cưng bị chế biến xử lý thành thức ăn. Nhiều quán bán thịt mèo vẫn tồn tại vì lợi nhuận thu được không nhỏ. Chính vì nhu cầu sử dụng thịt mèo làm món ăn lớn, nên nạn trộm cắp chó mèo ở Thái Bình chưa từng có dấu hiệu thuyên giảm. Nhiều người vẫn cho rằng ăn thịt mèo tốt cho sức khỏe. Thế nhưng việc ăn thịt mèo hay thịt chó lại có tác hại như chứa các căn bệnh truyền nhiễm, virus dại của chó mèo hoặc những lò mổ cung cấp thịt mèo ôi thiêu. Thưa quý vị, thịt mèo được nhiều người coi là đặc sản của tỉnh Thái Bình, nhưng hàng ngày có quá nhiều những cá thể mèo bị xử lý làm thức ăn. Việc một số vùng ở tỉnh này tập trung một lượng quá nhiều mèo từ khắp nơi về đây dẫn đến nhiều vấn đề kéo theo như là dịch bệnh từ chó mèo có thể bùng phát, rồi nạn trộm bắt chó mèo tăng cao, gây hình ảnh xấu trong mắt bạn bè quốc tế, từ lâu đã tẩy chay với thịt chó mèo, nạn trộm bắt chó mèo tăng cao. Khác với câu chuyện vừa kể ở phía trên, ở Thái Bình, bên cạnh đó vừa qua, Tổ chức Phúc lợi Động vật Toàn cầu 4PAWS và Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp để đóng cửa một trong những nhà hàng thịt chó mèo cuối cùng tại Hội An. Cửa hàng buôn bán thịt chó vừa đóng cửa này nằm tại phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, là nơi thường xuyên cung cấp thịt chó sống và chế biến cho thực khách tại địa phương. Ông Phạm Văn Quyết, chủ cửa hàng cho biết, trước đây mỗi năm, cửa hàng tiêu thụ hơn 350 con chó và đã hoạt động trong gần 15 năm. Tổ chức Phúc lợi Động vật Toàn cầu 4PAWS đã chú ý tới cửa hàng chuyên bán thịt chó này ngay từ lần đầu tiên đến Hội An.
Trước khi ký MOU với Ủy ban Nhân dân thành phố vào năm 2021, là cửa hàng kinh doanh lâu năm nhất trong số 3 cửa hàng còn lại tại Hội An. Sau khi được chính quyền địa phương vận động, thuyết phục, ông Phạm Văn Quyết đã tình nguyện đồng ý đóng cửa cơ sở kinh doanh, theo chủ trương của chính quyền thành phố Hội An để đóng cửa cơ sở kinh doanh. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, trong 2 năm qua, với sự hợp tác của Forbes, Hội An đã triển khai thành công một số hoạt động trên địa bàn nhằm hạn chế tình trạng buôn bán thịt chó mèo. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm, song theo ông Hùng, việc đóng cửa nhà hàng này đánh dấu một bước tiến trong việc loại bỏ dần việc buôn bán thịt chó mèo ra khỏi Hội An. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!